Vâng, chào mẹ Hồng Sơn, chào bác. Đầu tiên khi vào video, em gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bác thợ. Thì hôm nay bên em xin phép giới thiệu bộ sản phẩm mới về cửa hàng em, đó chính là bộ sản phẩm máy mài điện 9553B, hàng chính hãng. Về thân máy thì có dán tem 7 màu chống hàng giả của công ty Makita. Thì bộ sản phẩm này là hàng mới về cửa hàng em nên em ưu đãi với giá là 1.100.000. 1.100.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác, sản phẩm đầy đủ là một máy này, một tay cầm, một tháo đá và một viên đá mài các bác nhé. Nhận hàng các bác được bỏ máy ra kiểm tra thử máy rồi mới trả tiền các bác. Các bác nhận hàng đi ạ, giá chỉ còn 1.100.000 thôi ạ. Bộ sản phẩm máy mài điện Makita 9553B thì là hàng chính hãng, có tem 7 màu chống hàng giả. Về thông số kỹ thuật máy thì máy sử dụng bán đá 1 tấc. Máy sử dụng nguồn điện 220, về máy thì sử dụng nguồn điện 220, dây theo máy cũng rất là dài. Đấy. Máy có tốc độ vòng tua từ 0 cho đến 11.000 vòng trên 1 phút không nhé. Máy có công suất là 710W. Đấy. Về mâm đá thì cũng tháo nắp như những dòng máy mài điện thông thường và bấm chốt ở đây là tháo thôi. Về sản phẩm này thì khác biệt một chút về mâm đá thì mâm đá được thiết kế giòn cao su giúp các bác lắp đá cắt vào nó không bị xê dịch, cắt sẽ rất là im, cắt rất là yên tâm các bác nhé. Được. Về các bác cắt mâm đá thì các bác có thể lật hai mặt, về mặt sau thì các bác lắp đá cắt gạch men, còn mặt trước là các bác lắp đá cắt sắt nhé. Đấy. Có đi kèm tay tháo đá cho các bác đấy. Về sản phẩm này hàng chính hãng thì cam kết các bác là nói đồng rồi. Đấy. Về máy thì được thiết kế công tắc đuôi. Công tắc đuôi thì nó khác với những dòng công tắc khác mà thụt lại. Đấy, nhiều bác bảo công tắc đuôi không an toàn nhưng công tắc đuôi này nó thiết kế thụt sâu vào trong. Đấy. Các bác trường hợp các bác không lo là bị quẹt dây dính vào, không quẹt được các bác. Dây rất không quẹt được, bé khó để chạm vào cái công tắc chứ. Đúng nói là quẹt vào cái công tắc các bác nhé. Đấy. Thiết kế công tắc đuôi. Đấy. Máy cầm rất là chắc chắn các bạn. Máy sử dụng động cơ có chổi than. Về than máy thì thay cũng rất là đơn giản thôi. Than chắc 10-20 ngàn. Ở những tiệm kim khí bán rất là nhiều các bác nhé. Đấy. Sản phẩm đi kèm cho bác một cover. Cover bởi lưỡi. Rất là chắc chắn, rất là dày. Rất là dày chắc chắn các bác nhé. Bác làm sử dụng thì nhớ lắp cover sử dụng sẽ an toàn. Còn đi kèm cho bác là một tay tháo đá này. Đấy. Và một viên đá mài. Vâng, vừa rồi em đã qua bộ sản phẩm máy mài điện Makita 9553B, hàng chính hãng. Em xin phép được báo rồi nhá, bộ sản phẩm này là hàng mới về cửa hàng em ưu đãi với giá là 1.100.000. 1.100.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác. Nếu bác nào quan tâm, hãy liên hệ số điện thoại cho mình 0978 52 14. Sản phẩm có phiếu bảo hành và bảo hành cho các bác 12 tháng các bác nhé. Các bác hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những thông báo về những video mới, những sản phẩm mới chất lượng các bác nhé. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Chúc các bác có sự lựa chọn thầu nào. Em xin cảm ơn.